vậy á. Khu viên này rộng bao nhiêu thầy? Gần hết. Gần hết à? Cũng 10 năm trước chứ, còn bây giờ tìm hơi khó. Dạ. Cái chỗ này là những khóa tu á, mà những cái thiền sinh ngồi chơi đàn thoại. Dạ. Thiết kế trang nhã quá. Cầm chìa khóa bỏ đâu đó kia. Thì cứ đi lên trên chuyên tham quan tí. Này phong cách giống của Nhật Bản quá thầy ha. Ừ. Mở nước lên chút. Việt Nam. Dạ. Không gian đóng trống vậy đó. Đi lên cái điện chứ, lên cái điện. Dạ. Yeah. Nửa giống Nhật mà nửa giống Tàu, nửa giống Việt Nam. Giống Nhật nhiều á. Nhiều không? Dạ. Yeah. Bên này là giống Trung Quốc. Tại cổ điển. À, trước thầy thiết kế, thầy thiết kế. Thầy thiết kế. Úi cha, giỏi dữ vậy. Thầy ở bên kia, kiến trúc và xây dựng luôn mà. Dạ. Kiến trúc xây dựng, bản vẽ là thầy làm với khách. Thầy đa tài quá à. Bên này view đẹp. Xuất sắc luôn nha. Khu vườn mình chừng ngàn mét vuông trồng cây mà. Dạ. Dạ liên hương. Đây là cây dạ liên hương ha. Dạ là ban đêm. Cái này mình dễ mua ở ngoài không thầy? Dễ. Dạ. Nhưng mà cây giống hỏi. Dạ. Có hoa nở màu trắng đó này. Ừ, hoa nở màu trắng trắng vàng vàng. Đi tham quan trước đi rồi sẽ kiếm chìa khóa nó đến luôn. Dạ. Ở đây mình đi tới vừa hết cao tốc nha mọi người. Vừa hết cao tốc Liên Khương lên Đà Lạt. Thì vừa qua trạm thu phí thì có một cái ngã rẽ bên tay phải. Mình rẽ vào. Rẽ tay phải vào là mình sẽ thấy cái bảng là Thiền viện Trúc Lâm Thanh Lương ha. Dạ. Yeah.
Thank you.